Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Buka, Dinh Tuấn Kiệt gây sốc với màn song ca tình tứ tại hậu trường. Dinh Tuấn Kiệt Buka luôn là một trong những cặp đôi vướng nghi vấn tình cảm, nhưng cả hai đều quyết phủ nhận, khiến dân tình liên tục hóng hớt đào bới các bằng chứng hẹn hò. Khi tham gia một số game show, họ cũng được các đồng nghiệp trêu chọc đẩy thuyền nhiệt tình. Mới đây khi cùng góp mặt trong chương trình Lạ Lắm À Nha, cả hai đã khiến hội đẩy thuyền vô cùng tâm đắc với màn kết hợp ăn ý. Khoảnh khắc tạo dáng ăn khớp của cả hai khiến người hâm mộ thích thú. Tại chương trình Lạ Lắm À Nha, Buka là khách mời, còn Dinh Tuấn Kiệt đóng vai nhân vật bí ẩn. Họ cùng song ca bài hát Vầng Trăng Khóc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Qua những lần đối đáp để tìm ra danh tính của nhân vật bí ẩn, hai người đã lộ ra những chi tiết về mối quan hệ đặc biệt này. Ở vị trí người bí ẩn, liên tục bị hỏi cung đến tận cùng, nam ca sĩ tung loạt hỏa mù khiến người chị dường như bị mất phương hướng. Chơi thân với Buka đã lâu, thích ăn ốp la, thích đi Sapa, thích hát và hát hay. Thậm chí anh chàng nắm rõ địa chỉ nhà, tên quýnh cưng và biết cả mẹ nữ diễn viên. Màn tương tác giữa chị em vừa hồn nhiên vừa ngọt ngào. Buka bất ngờ khi Dinh Tuấn Kiệt chính là người mình cần phải đón. Ngoài ra đây có thể xem là lần đầu Buka khoe giọng hát nghiêm túc trên sóng truyền hình. Hai người song ca cực ngọt trên sân khấu với bản hit một thời của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc. Sau khi phát sóng, phần trình diễn của cặp đôi tin đồn nhanh chóng chiếm được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Phần cắt từ chương trình cũng được lên top thịnh hành YouTube. Hai người thể hiện trọn vẹn ca khúc Vầng Trăng Khóc. Với sự lao động nghiêm túc không ngừng nghỉ, cái tên Buka đã trở thành cái tên nổi bật ở làng hài phía Nam. Cô đảm nhận những vai diễn sinh động mộc mạc nhưng giàu cảm xúc trong các chương trình như Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Cười Xuyên Việt. Dù khả năng ca hát khiến nhiều người hâm mộ lăng tăng, đồng nghiệp xua đuổi bởi chất giọng lầy lội và đầy tính giải trí. Thế nhưng, khi bắt cặp cùng người em, người bạn thân thiết, cô nàng đã khoe được trọn vẹn giọng hát ngọt ngào kết hợp với giọng ca ấm áp của Dinh Tuấn Kiệt. Hai người quan tâm chăm sóc nhau ở hậu trường Lạ Lắm À Nha. Cặp đôi tin đồn không ít lần bị đồng nghiệp gài kèo và tiết lộ bí mật động trời. Dù vậy, Buka và Dinh Tuấn Kiệt liên tục lên tiếng phủ nhận, có khi đứng yên chịu trận. Họ cho biết cả hai chỉ là chị em, hai người tỏ ra ngại ngùng khi bị ghép đôi đẩy thuyền. Trường Giang ra sức đẩy thuyền cho cặp chị em. Có thể nói trong showbiz ít có cặp đôi được đông đảo khán giả mong đợi, họ sẽ nên duyên như Buka và Dinh Tuấn Kiệt. Ai nấy đều chờ một cái kết đẹp cho đôi trai tài gái sắc này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.